Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng. Ngưỡng bái bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên trong buổi học hôm nay, chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay thì cái buổi pháp thoại chia sẻ với các vị mang cái nghĩa giống như một cái buổi học. Tôi cũng xin lỗi với các vị là trước kia tôi có nhận một lớp giáo lý căn bản mà tôi nhận cho 5 buổi giảng là 5 nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Thì sau đó tôi giảng có một nguyên tắc đầu tiên, rồi sau đó tôi đi châu Âu, rồi về, rồi tới Tết, rồi qua Tết người ta nghỉ luôn rồi. Thành ra còn 4 cái nguyên tắc còn lại mà tôi chưa có biết mà chia sẻ ở đâu cho nó liền lạc. Thì hôm nay lớp học có Ấn Quang thì tôi chịu trách nhiệm trong một năm, bình quân là mỗi một tháng một lần. Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ với các vị cho hết cái loạt bài giảng về 5 nguyên tắc đạo đức. Thì đa phần thì tôi chia sẻ với các vị ở đây nó giống như là các vị đang học ở cỡ mà cao đẳng hay đại học vậy đó. Rồi bây giờ giảng dạy 5 nguyên tắc đạo đức giống như tôi tuột cho các vị nó còn trở thành lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì vậy đó. Thì các vị có gì cũng hoan hỷ cho tôi. Nhưng mà tôi muốn nói là bài giảng tôi mặc dầu chia sẻ về 5 nguyên tắc đạo đức là nền tảng cơ bản đầu tiên cho những người bắt đầu học Phật, nhưng mà 5 nguyên tắc của tôi nó mang cái nghĩa là chuyên sâu. Chúng ta từ xưa giờ chúng ta hiểu 5 nguyên tắc đạo đức của Phật dạy gồm cái gì? 1. Cái gì? Im lặng chưa vậy? Tôi tưởng các vị lên đại học rồi các vị quên hết là gì không? 1 là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 là tà dâm, 4 là nói dối và 5 là uống rượu. Đây là 5 nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, xem như là nền tảng cho cư sĩ Phật tử trên con đường tu học, cũng như nền tảng của tất cả giới luật của người xuất gia, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy đa phần chúng ta nghe những thuật ngữ này rất là quen, chúng ta nghe từ thuở ban đầu lúc chúng ta mới bắt đầu quy y. Nhưng để gọi là chúng ta hiểu sâu về tính chất của nó, điều phục nó, nhận diện nó, chuyển hóa nó là một chuyện trăm nan vạn nan trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường.
Hôm nay tôi chia sẻ với các vị mang tính cách là phân tích sâu hơn về cái mặt tính chất của cái nguyên tắc đạo đức thứ hai mà chúng ta gọi là giới gì? Giới gì? Giới trộm cắp. Chúng ta nói cho đủ là giới gian tham trộm cắp. Chúng ta nói tắt thôi là giới trộm cắp hay là trộm cướp à. Nhưng mà đa phần chúng ta phân tích tới trộm cắp là đủ sợ rồi à. Cho nên xin thưa các vị, nguyên tắc đầu tiên tôi đã chia sẻ tại chùa Thiên Trì ở Bình Chánh, và sau này là bốn nguyên tắc còn lại tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ với các vị đầy đủ ở tại giảng đường Ấn Quang này. Và nếu một người Phật tử chúng ta hiểu được năm nguyên tắc này một cách sâu sắc thì chúng ta mới hiểu được rằng lời Phật dạy không mang tính giáo điều à. Xưa nay chúng ta không có học sâu lời Phật dạy, chúng ta có cảm giác là giới luật mang tính giáo điều, và giới luật mang tính là ràng buộc tất cả những người theo Phật. Đây là một cái điều mà chúng ta phải để ý. Chúng ta nhận ra hai cái hướng: một là chúng ta may mắn để được học những điều này, hay là chúng ta học điều này để bị ràng buộc. Chúng ta phải suy nghĩ rất là rõ. Nếu chúng ta hiểu đúng với tính chất lời Phật dạy, chúng ta mới cảm thấy rằng quá may mắn trên cuộc đời này chúng ta được học và làm theo lời Phật dạy, và chúng ta nguyện giữ những điều Phật dạy vì lợi ích cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Còn nếu chúng ta không hiểu sâu về lời Phật dạy thì chúng ta cảm thấy rằng những điều này Đức Phật ràng buộc chúng ta, làm chúng ta mất tự do. Đây là người chưa nghiên cứu sâu và chưa hiểu được tính chất của Phật. Cho nên ở đây khi tôi phân tích ra để các vị thấy điều Phật dạy không mang tính giáo điều. Cho nên ngày xưa trong cái tờ Phái Quy Y, tôi thấy cái phần tới năm giới, tôi thấy để chữ là năm giới cấm. Thì riêng tôi không có đồng ý cái từ năm giới cấm, mà sau này tôi sửa lại trong cái tờ Phái Quy của tại tu viện Tường Vân được in luôn. Tôi để là nguyện giữ năm điều Phật dạy. Bởi vì để năm giới cấm, người ta có cảm giác rằng là ai là Phật tử sẽ bị cấm. Còn tôi không là Phật tử, tôi muốn làm gì làm đó. Có nghĩa là người ta cứ nghĩ vậy đó, là Phật tử phải giữ giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ngang. Tôi không là Phật tử cho nên tôi làm thoải mái à. Ta có quan niệm vậy. Như vậy làm cho người ta cảm thấy rằng vào trong Phật sẽ bị hạn chế, những điều cấm này sẽ bị mất tự do, mất quyền lợi, mất cái gì đó. Còn cái người không theo Phật tự do sống thoải mái. Đây là một cái điều hết sức sai lầm mà tôi đã chia sẻ cho các vị rất là nhiều. Cho nên hôm nay riêng cái phân tích chúng ta chia sẻ học ý nghĩa về đạo đức thứ hai trong lời dạy của Đức Phật là giới không trộm cắp. Thông thường cái giới sát sinh nó còn là một sự tranh cãi. Bởi vì có khi là chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật vì lòng từ bi hay là trong đạo Phật cấm sát sinh, nhưng mà bên xã hội người ta không cho sát sinh là một cái tội. Và một vài học thuyết khác người ta cho sát sinh là vật dưỡng nhân thì người ta có quyền. Thì cái này tôi phân tích quá nhiều rồi, tôi không cần lặp lại. Một bài giảng gần đây nhất tôi chia sẻ là bạn không thể sống một mình, tôi có nói về cái điều này. Như vậy nhưng mà riêng cái giới thứ hai là giới không trộm cắp, ở đây là cái giới mà Đức Phật dạy và cả xã hội này cũng không ai đồng tình về việc trộm cắp. Sát sinh thì có người đồng tình, nhưng mà trộm cắp không ai đồng tình. Ăn cắp là chuyện xảy ra thường xuyên trong xã hội, nhưng mà đồng tình thì nguyên tắc nêu lên một điều đó, không ai đồng tình. Như vậy thì ở đây trong lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa cũng đã có vấn đề này, và Đức Phật dạy chúng ta tương đối kỹ và sâu sắc hơn một chút chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta nên nhớ trộm cắp là một phần của tham. Trong ba độc, một là tham, hai là sân, ba là si. Như vậy hôm nay chúng ta học về mặt đạo đức thứ hai của Phật dạy là không trộm cắp. Mà không trộm cắp này nó là một phần ý nghĩa của chữ tham chứ không phải là tất cả. Bởi vì nói tới chữ tham nó ghê gớm lắm. Chữ tham nó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham đủ thứ khác tham nhiều thứ. Trong cái vấn đề tham này nó trở thành một cái bản chất của con người hay gọi là căn bản phiền não phải nói là như vậy. Thì cái đó trong cái phần chuyên sâu về tham sân si chúng ta sẽ bàn sâu thêm một chút
Còn hôm nay nó chỉ là một phần. Và cái tham này nó trở thành cái sự trộm cắp, nó được hình thành từ trong huyết quản của con người, nó đã tiềm ẩn trong vô lượng kiếp để hình thành nên cái cá tính con người chúng ta. Từ thở bé chúng ta đã tham rồi. Cái tham này không ai dạy cả. Hồi thở bé chúng ta đi chơi với bạn bè, mà chúng ta thấy bạn bè có một món đồ chơi nào mà chúng ta thích, thì tự nhiên trong lòng chúng ta, không ai dạy về điều này, chúng ta muốn chiếm hữu nó về mình. Thì cái muốn chiếm hữu hoặc là đã có điều kiện để chiếm hữu, cho dù là một khởi niệm hay là hành động đã được thực hiện, thì cái đó đều gọi là tham. Và cái đó thuộc về trộm cắp. Như vậy trên căn bản định nghĩa chữ trộm cắp, chúng ta định nghĩa sao? Trộm cắp thì ai không biết rồi, khỏi định nghĩa. Nghĩa nó là như vậy đó: lén lấy, cướp lấy, giật lấy, cưỡng đoạt để lấy. Cái này gọi là gì? Là trộm cắp. Lén lấy là trộm, cưỡng đoạt hoặc là giật lấy, cái đó thuộc về nghĩa gì? Cướp. Cướp hay là trộm nó thuộc về là lén lấy nè, rồi cưỡng đoạt để lấy nè, rồi giật để lấy. Tất cả những cái này gọi chung nó là trộm cướp. Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy là rất là nôm na. Còn rất là nhiều điều tinh vi mà nó thuộc về cũng là trộm cướp, mà chúng ta không dùng từ trộm cướp. Ví dụ lừa đảo, phải trộm cướp không? Mang cái nghĩa của lừa đảo là vậy nè. Lừa đảo có nghĩa là mình đưa ra một chiêu bài để dụ người ta. Ví dụ như trong thời gian qua, có một cô Phật tử này là Phật tử của tu viện tôi. Cổ bị một người thân quen từ lâu chung hùng để làm ăn, mang tính cách là đầu tư cho một cái gì đó. Sau khi đầu tư rồi, cái người này góp vốn làm ăn mà trả cái lời rất là cao, trả cái lời tới 15-20% gì lận. Mà trong cái số tổng cái tiền mà để cổ đưa là 100 tỷ. Các vị nên nhớ là như vậy. Trải qua gần 3 năm trả lời rất là sòng phẳng, ngon lành, cổ cứ yên tâm về điều đó. Nhưng mà các vị biết rồi, trong một thời điểm ngắn suy thoái kinh tế vừa qua đó, thì ông này cao chạy xa bay, đến tới ngày hôm nay mà tìm chưa được. Tự nhiên một con người sống dư giả, cổ nói ngày xưa trước khi có số tiền này, cổ là người làm cái nghề mà bán ve chai lông dịch đó. Tức là cổ đi gom mua ve chai lông dịch, đồ mũ, tất cả mọi thứ. Rồi qua nhiều năm tháng, cô này phải nói là tôi công nhận cổ là siêng năng. Rồi sau khi mà 100 tỷ đó bị mất đi rồi, bây giờ cổ thiếu nợ ngân hàng là trong đó 3 tỷ. Cổ thừa khả năng về 3 tỷ đó mà cuối cùng phải để thiếu nợ. Bây giờ tôi hỏi cô làm gì? Thì qua một thời gian đau khổ, rồi cổ nghe những bài pháp của tôi và nhờ lời chia sẻ của tôi, bây giờ cổ chấp nhận mang tính chất là sống trở lại với nghề làm ngày xưa nữa. Bây giờ vẫn đi gom mua ve chai và tất cả mọi thứ như thỏa ban đầu. Cổ can đảm để làm những điều đó. Và cổ nói là cổ bình thản để chấp nhận. Cổ nghĩ rằng quan trái nghiệp chướng nhiều đời, bây giờ cổ chấp nhận. Như vậy thì cái đó người ta gọi là lừa đảo. Và những cái đó là gì không? Rồi thứ hai nữa là gì? Là lường gạt. Có phải là trộm cắp không? Mà người ta đâu có dùng từ trộm cắp đâu. Lường gạt cũng là thuộc về dạng trộm cướp. Lường gạt có nghĩa là gì nè? Mượn cái gì đó, một tiêu chí gì đó để dụ người ta. Bây giờ nói là một ai đó nói là tôi có cái nuôi nhà trẻ hay là người già neo đơn này kia nọ đó, rồi cái đi vận động xin tiền những người khác bằng chiêu bài đó, thì cái đó gọi là lường gạt. Chúng ta phải phân tích nó từ phần vậy nha, để mà mình nói cho nó đúng. Hay là bây giờ ví dụ có một vài vị giả tu sĩ nói đi cầm cái giấy đi xin tiền, nói là chùa tôi đang trùng tu, rồi ôm nhang đi bán ủng hộ cho chùa trùng tu, rồi đi xin dài các Phật tử, cái đó gọi là lường gạt. Chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy. Thì ở đây cái trường hợp lường gạt này, nhang nhãn vẫn có mà. Mang hình thức tu sĩ đi lường gạt bây giờ nhiều lắm. Ôm bát đi khất thực là một dạng lường gạt. Mang hình ảnh của một tu sĩ để mà chiêu dụ người ta là lường gạt. Lợi dụng một tổ chức, một danh nghĩa làm từ thiện nào đó để
lợi dụng gạt tiền người ta, cái đó gọi là lường gạt, lừa đảo, lường gạt. Rồi gì nữa? Dụ dỗ. Dụ dỗ có phải là ăn cắp không? Dụ dỗ là sao? Hả? Mọi người nè, tôi phân tích hai cái đó. Các vị bây giờ tới dụ dỗ. Tới các vị ai từng bị dụ dỗ trong đây đưa ta lên coi. Ai ở trong đây có bị dụ dỗ? Hả? Ai từng bị tôi dụ dỗ? Hả? Đưa tay lên coi. Không có phải không? Hay là bây giờ bị người khác dụ dỗ? À không có. Nhưng mà cái dụ dỗ là gì? Dụ dỗ là bây giờ người ta có một cái món hàng đó, người ta ví dụ cái món hàng đó là đồ cổ, đồ của gia đình hay là cái gì đó, nhưng mà người ta không biết giá trị thực của nó. Ví dụ bây giờ tôi có cái ly này là cái ly cổ của ông cố nội tôi để lại cho tôi, ví dụ vậy, phải không? Nhưng mà thật ra tôi cũng không có ý thức về cái đồ cổ và tôi cũng không quan trọng nó lắm. À, rồi thì có một cái người nào đó họ đến họ thấy họ biết được trị giá thực. Ví dụ bây giờ cái ly này trị giá thực là nếu bán ra là 1 triệu đồng, thì họ nói cái cách nào để cho tôi hiểu rằng cái ly này trị giá tối đa là có 30 ngàn à. Đó, và họ tìm cách họ làm sao đó mà họ thuyết phục được tôi là để bán cho họ 30 ngàn để họ đi chỗ khác họ bán lại được 1 triệu đồng. Cái đó gọi là dụ dỗ. Thì tất cả những người ở dưới quê lên mà làm ăn này kia kia đó bị những cái người mà khôn ngoan hơn đó, nói chung họ lừa lọc bằng cách họ dụ dỗ, họ gạt mấy người này bằng cách đó, cái đó gọi là dụ dỗ. Như vậy nó đâu có mang cái nghĩa trộm cắp đâu, đúng không? Nhưng mà cái tội của nó phải rơi vào cái tội nhân quả của trộm cắp không? Như vậy cái từ trộm cắp là cái từ đơn giản nói một cách vắn tắt, nhưng nó bao gồm hàm ý tất cả những cái gì thuộc về gian tham lừa đảo của tất cả chúng ta. Cái đó đều gọi là trộm cắp. Bây giờ tôi hỏi với các vị, cái này cũng không gọi là trộm cắp nè. Bán đồ lậu có trộm cắp không? Nhưng mà cái đó phải là tội trộm cắp không? Các vị nên nhớ, cái này là chúng ta phải hiểu cái vấn đề bán đồ lậu. Một vài điếu thuốc không là quan trọng, nhưng mà gọi là cái chung của cái việc gọi là bán hàng lậu, đây là phá hoại nền kinh tế thị trường, nguy hiểm lắm. Sự thật ra nếu là chúng ta là Phật tử, chúng ta hiểu điều này rất rõ. Bởi vì sao vậy? Bán đồ lậu chúng ta có thể được lợi nhuận cho riêng chúng ta, nhưng mà chúng ta phá hết tất cả những doanh nghiệp khác, và chúng ta phá doanh thu chung của một quốc gia. Về mặt thuế, chúng ta bán lậu là chúng ta trốn thuế, đúng không? Cho nên chúng ta trốn thuế gạt đò. Trong đó Đức Phật vẫn cho chúng ta thuộc về dạng là tội trộm cướp. Tại sao? Ví dụ bây giờ một doanh nghiệp có đóng thuế, họ bán một cái ly này, tôi cho là họ bán 100 ngàn, chưa chắc gì họ có lời. Nhưng mà cái người cũng bán hàng lậu cùng cái ly này, họ bán 50 ngàn là họ đã có lời rồi. Như vậy thì bây giờ một người đã có đóng thuế bán 100 ngàn chưa chắc gì có lời, hoặc là lời rất ít. Mà bây giờ cái người này không đóng thuế, cho nên họ chấp nhận bán 50 ngàn, cho nên hàng của họ rẻ hơn, cho nên tiêu thụ mạnh hơn. Chính vì vậy cho nên những doanh nghiệp khác cùng bán những mặt hàng này bị phá sản. Và chính cái phá sản đó, doanh thu về mặt nhà nước lại thất thu ở chỗ là hàng tiêu thụ quá nhiều, nhưng mà doanh thu về mặt thuế không có. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng việc công ích chúng ta bị tụt giảm, và đa số những người làm doanh nghiệp chung cái hướng này lại bị ảnh hưởng đến phá sản, hoặc là làm cho người ta phải đói khổ thế này thế kia. Cho nên cái đó nó cũng là một cái sâu sắc, nó thuộc về một cái tội. Người Phật tử chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhưng mà có những người cứ nghĩ rằng là nếu mà sống lương thiện á thì sao sống nổi. Chúng ta có quan niệm như vậy, cho nên ở đây chúng ta cần phải sống có chút gian dối để mà chúng ta có thể tồn tại. Xin thưa thật với các vị, vì những chuyện này xảy ra mà nó đã lôi kéo cả một xã hội phải đi vào cái hướng cần phải dối để tồn tại. Nên nhớ là như vậy. Cái khởi điểm nó từ tham lam của một cá nhân con người, vì muốn lợi nhuận cái đó cho riêng bản thân mình, mà nó ảnh hưởng đến tất cả những cộng đồng và những người khác, họ bị khổ, họ bị thiếu hụt. Bây giờ họ phải tìm cách để tồn tại, thì buộc họ bắt đầu phải dối gian để tồn tại. Rồi người này dối gian để tồn tại được, người kia không dối chết sao? Cuối cùng dối tồn tại, dẫn một đám dối luôn. Các vị nên nhớ, tại sao xã hội nó dẫn đến những cái guồng như vậy?
Và chúng ta đổ thừa là tại như thế chúng ta mới tồn tại không. Cái nhân tố chính nó nằm ở chỗ nào, cái gốc nó ở chỗ nào. Nhưng mà chúng ta thấy vậy không hẳn là như thế hết. Đa số người làm ăn chân chính vẫn tồn tại một cách tốt mà. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Rồi chúng ta nhìn sâu thêm một vấn đề. Chứa chấp và mua đồ gian lận cũng là một dạng gian tham trộm cắp, có phải không? Bây giờ tôi nói thật với các vị, cái thời điểm tôi đi Nhật, tôi nghe một số người Việt Nam chúng ta sống tại Nhật, họ than phiền. Một vài số ít họ biết nhưng mà họ không dám báo với cảnh sát, họ ngại. Nhưng mà vậy, biết rằng cái nước Nhật là nước văn minh, họ mua đồ không có người canh giữ, đa phần họ chỉ có cái camera thôi, rồi mua làm sao rồi cứ bỏ tiền rồi cứ lấy đi thôi. Cho nên ở đây chúng ta lợi dụng vào cái sự văn minh và sự tin cậy về cái lòng chân thật của tất cả mọi người. Cho nên chúng ta lợi dụng cái đó, chúng ta mới canh me cái camera. Khi nó quay ra chỗ khác chúng ta lùa đồ vô giỏ chúng ta đi. Cái này chúng ta lấy cái hàng đó. Và một số người lại thích tiêu thụ cái hàng này, bởi vì vô trong siêu thị mua chai dầu này, mua xà bông này, hay là mua cái vật đó 10 đồng, cái thằng này nó tuồn, nó ăn cắp kiểu đó, nó bán cho 5 đồng sướng. Cho nên thấy mua rẻ cứ đem về mua, tao đâu có ăn cắp đâu, mày ăn cắp sẵn vậy mày bán mà. Rồi mới bốt mày ở đâu mày có giá rẻ mày đem bán tao. Như vậy ở đây chúng ta tiêu thụ hàng gian là chúng ta xúi người khác làm bậy, và chúng ta cũng trở nên cộng nghiệp và trở nên mang tội trộm cướp. Nên nhớ là điều này, chúng ta tham ở trong đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, tôi đã từng nói một số bài giảng ở trong đó, tôi nói vấn đề tham này rồi. Những người làm việc đó đó, quyền lợi cho riêng bản thân mình không nhiều, nhưng mà làm thiệt hại cho một cộng đồng, sĩ diện cho một tổ quốc vô cùng lớn. Thứ nhất, họ ăn cắp như vậy, họ đã phụ lòng chính phủ nơi đất nước người ta, đã cưu mang mình một đời sống văn minh tốt đẹp như là dân chúng của họ. Các vị qua Nhật các vị thấy rằng những công dân Việt Nam tại Nhật sống bình đẳng như bao nhiêu người Nhật, không có sự so sánh chênh lệch gì cả. Và thậm chí dân chúng Việt Nam chúng ta vẫn giàu có như thiên hạ. Thậm chí chúng ta đi xe còn sang hơn thiên hạ nữa. Nếu chúng ta làm ăn tốt, người ta không có vấn đề kỳ thị ta là người Việt Nam, họ là người Nhật gì cả. Tôi phải nói cái điều này, cảm thấy rằng chính phủ Nhật lo cho dân chúng một cách tốt, và thậm chí người ngoại quốc nhập cư vào nước Nhật vẫn được lo một cách bình đẳng. Đây là quá tuyệt vời. Như vậy khi họ ở đất nước của họ, họ sống mà họ gian tham như vậy, họ phụ lòng chính phủ với họ, phụ lòng tin cậy của quần chúng nơi nước Nhật cho người Việt của chúng ta. Và một cá nhân nào đó làm về hành động đó đã làm bôi nhọ đi danh dự của một tổ quốc, hay là danh dự của một cộng đồng ở tại đất Nhật. Đó là sĩ diện danh dự của dân tộc, vì lợi ích cá nhân họ mà phải như vậy. Sau này những người nhập cư sang Nhật hoặc những sinh viên du học sang Nhật, người ta nói người Việt Nam như thế là một điều rất là đáng buồn cho người Việt chúng ta. Tôi nói thật sự chữ đáng buồn là nói quá khiêm tốn đó, nó còn nhiều lý do khác. Và mọi người mới kể với tôi về điều đó, họ biết rất rõ nhưng mà họ không dám nói. Bởi vì sao vậy? Nói ra xấu cả đám. Mà họ từng khuyên, họ khuyên thôi nè, mình sống ở nước Nhật ăn dư mặt, đâu có thiếu, đừng nên làm chuyện đó. Thì người ta mới chỉ vào mặt, ta nói là đừng có đạo đức giả, bà không làm, ông không làm, để tôi làm. Họ như vậy, họ làm sai mà họ đạp lên tất cả những sự sai. Họ chỉ vì nuôi cái tham vọng cá nhân của họ một cách ích kỷ, một cách xấu như vậy, mà họ lại sỉ bả tất cả những lời khuyên chân thành của một người chung trong một đất nước, khi ở đất nước người ta. Cho nên ở đây tôi nói, ai tiêu thụ hàng đó cũng thuộc về tội gian tham trộm cắp. Các vị nên nhớ, ví dụ bây giờ vừa rồi cái chuyện mà ngã ngủ hay không tôi chưa biết, chuyện mà đại khái là tiếp viên hàng không Việt Nam mà mang hàng ở bên Nhật về mà gọi là không có chính chủ hóa đơn gì đó, người ta quy kết cho chúng ta tiêu thụ hàng gian, người ta có quyền. Ví dụ sự thật nó là như vậy. Còn bản thân chúng ta nhận cái món đồ đó, đôi khi chúng ta vô tư để chúng ta nhận một cách rất vô tình, nhưng người ta phát hiện được, người ta vẫn quy kết cho mình là có cái nguồn để tiêu thụ hàng gian. Các vị nên nhớ. Cho nên khi mà nhìn nhận rộng ra vấn đề gian tham trộm cắp không phải đơn giản như chúng ta từng học một cách cơ bản như vậy. Ta thấy như vậy. Bài bạc thuộc về cái gì? Bài bạc có phải là trộm cắp không? Bài bạc không trộm cắp, nhưng mà nguồn gốc của nó từ cái gì? Gian tham. Cờ gian gọi gì?
bạc lận quy tắc. Nó là như vậy, cờ gian bạc lận, lừa đảo với nhau trong một cái đó, cái chuyện đó là như vậy, nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên đây là những nhân tố dẫn đến nghèo khổ mà xưa nay dân gian chúng ta từng có một câu sao? Bài bạc là gì? Tôi nói sai, các vị nói vậy là chưa đủ ấp phê. Bài bạc là ông nội của thằng Bần á. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị á, nó không đơn giản như chúng ta từng nghĩ. Có những cái mà chúng ta thấy đơn giản như vậy mà nó phức tạp vô cùng. Các vị có coi cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu mà lúc mà Hồng Tơ kể lại cuộc đời của mình không? Một nghệ sĩ Hồng Tơ là một danh hài như vậy. Mà các vị biết rằng anh lúc anh kể mà tôi nhiều khi mình nghe mình hình dung không nổi. Anh nói có những đêm như vậy anh thua 500 triệu đồng một đêm. Tôi hình dung 500 triệu đồng nên mình không biết cả đời mình gom ở đâu ra, phải không? Nhưng mà các vị thử nghĩ, vậy mà khi mà bị đam mê vô bài, 500 triệu đồng dám có thể tiêu thụ một đêm. Rồi anh nói sau khi mà nhà cửa bán hết, tất cả mọi thứ nợ nần dây, anh nói nhiều khi giữa đêm mà đói bụng á, thấy cái hàng hủ tiếu gõ đi ngang mà không có đủ tiền để mua một tô hủ tiếu gõ để ăn. Tức là anh kể lại như vậy, tức là anh lấy anh làm một bài học để cho chúng ta. Như vậy ở đây, ai không tham là không bao giờ chơi đánh bài. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu ai đã bước vào con đường bài bạc là xuất phát từ tham cả. Tham có nghĩa là muốn gom tiền người ta về mình một cách dễ dãi bằng ảo tưởng. Và ông nào cũng muốn như vậy hết. Mà cuối cùng tôi không biết tiền đánh bài nó ở đâu mà ông nào cũng thua. Tôi hiểu không nổi cái đó. Tức là tôi thấy ai chơi bài cũng thua. Mà cái việc đó là tiền nó đi đâu thì mình lại không biết. Cho nên ở đây tôi thấy nhiều đại gia của Việt Nam chúng ta tán gia bại sản cũng vì bài. Đó là Đức Phật cấm thuộc về dạng gian tham trộm cướp đó. Nó nằm trong ý nghĩa đó. Bây giờ có những cái vấn đề là mở rộng cho các vị thấy nè. Ở đây khi chúng ta gọi là cái gì? Tức là khai thác thủy sản, khai thác các loại mà đánh bắt cá đó. Nếu đánh bắt cá một cách bừa bãi cũng là dạng trộm cắp nữa. Gian tham trộm cắp ở chỗ là không trộm cắp của tư, mà trộm cắp của gì? Trộm cắp của công. Nên nhớ lại vậy. Khai thác đánh bắt cá bừa bãi, không biết chừa, không biết để, không đúng luật, đó là chúng ta đã gian tham trộm cắp của công. Khai thác đúng chặt phá cây rừng bừa bãi, đó là gian tham trộm cắp của công. Nên nhớ là như vậy. Giật một người, thậm chí giật 100.000 cái điện thoại, mặc dầu như vậy nhưng mà đó là cái của tư, của riêng. Nhưng mà có những cái không thấy cái điện thoại nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây tất cả những cái việc đó, bên cạnh đó chúng ta thấy rằng những cái chương trình mà luật pháp chúng ta đề cập đến vấn đề tham nhũng cũng là một trong những cái gian tham trộm cắp của công mà nhà nước chúng ta đã lên án cái này từ rất lâu, và sau này đưa vào luật là ai tham nhũng mức độ vượt quá số tiền bao nhiêu là bị tử hình, xem như là một cái gọi là một cái tội trọng. Như vậy thì ở đây những người làm luật và chúng ta là người học Phật đều hiểu biết tính chất nguy hiểm của từ gian tham trộm cắp. Nó từng bước nó hình thành như thế nào. Sự thật ra các vị nếu không thận trọng để ý tất cả những điều này, những việc ăn cắp hay là lừa đảo hay là lường gạt hay là gian tham, từ lần nó hình thành đến cái tính cách của con người chúng ta mỗi ngày một lớn. Và khi nó đã đủ sức trưởng thành thì hành động trộm cắp chúng ta thấy quá bình thường. Chúng ta nên nhớ trong lời Phật dạy, trong luật dạy chúng ta là cây kim ngọn cỏ người ta không cho thì không được len lấy. Như vậy đã là cây kim ngọn cỏ đã kết về tội ăn cắp ăn trộm rồi thì tất cả những cái khác các vị cứ tự suy luận ra. Cho nên ở đây những người dân sống lương thiện thì họ cũng suy nghĩ rằng là thà gì nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đó là những con người sống lương thiện. Tức là người ta hiểu được cái tính chất này, người ta biết kiềm chế. Bởi vì bản chất ai cũng tham, nhưng mà có những người kiềm chế được, hoặc là do đạo đức, do cái gì đó nó bớt dần đi cái tính tham, hay là do tu tập. Bây giờ tôi nói thật với các vị, cái việc hôi của
có phải gian tham trộm cắp không? Cái này gian tham trộm cắp mà gọi còn thiếu đạo đức nữa. Cái việc mà vừa rồi tôi nói là cái xe bia vậy đó, nó đổ đó, mà người ta gom bia rồi thậm chí có người vui uống tại chỗ đó, rồi những người gom bỏ xe trở về. Cái này tại sao chúng ta hồ đồ vậy? Đa phần trên cơ bản chúng ta chưa biết xe đó xe chở gì à. Mà bây giờ trước hết người ta ngộ nạn là mọi người phải giúp người ta cả đã. Chở gì không cần biết, còn điều quan trọng giúp được bao nhiêu đồ đổ hư đó, bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Nhưng trên nguyên tắc là giúp người ngộ nạn. Như vậy cơ bản giúp người ngộ nạn giúp không hết. Chúng ta bỏ mặc người ta ngộ nạn, mà ở đây chúng ta nghĩ rằng bia đó đổ ra giống như là chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn, cho nên mạnh ai nấy hốt à. Đây là cái vấn đề mà vừa rồi khi mà bị công an bắt phạt, tất cả những cái đó là cái điều đúng. Xây dựng hình ảnh của người Việt Nam và cho nhận thức lại đạo đức của người Việt Nam. Tại sao chúng ta lại vô tâm đến độ như vậy? Mà vô tâm ở đây nó còn ác hơn nữa. Có nghĩa là đã không giúp được họ rồi, còn nhân cơ hội đó để mà lấy đồ của họ như vậy, chúng ta quá đáng. Như vậy thì ở đây khi chúng ta lấy đồ, chúng ta không nghĩ là chúng ta ăn cắp, mà chúng ta nghĩ rằng tai nạn nó văng ra tùm lum đó, bây giờ ổng không biết chết sống làm sao rồi. Bây giờ nếu mà mình không lượm, thằng khác nó lượm làm sao? Trong đầu ai cũng nghĩ mình không lượm, thằng khác nó lượm, cho nên mặc tình lượm à, càng nhiều càng tốt. Đây là cái chỗ này. Nếu mà chúng ta không dừng được chỗ này và không được giáo dục chỗ này, nói chung là cảnh giác chỗ này, thì vô cùng nguy hiểm về mặt đạo đức của con người chúng ta. Ví dụ bây giờ người ta quá kẹt, người ta lén lấy, cái điều đó vi phạm luật pháp, vi phạm đạo đức gì đó, nhưng mà về mặt sâu thẳm của tâm lý chúng ta cảm thông được. Dù bây giờ nghèo quá rồi, bần cùng sanh đạo tặc à, nó không có gì để ăn nữa, cuối cùng bất đắc dĩ nó phải hành cái nghề đó, người ta thông cảm. Bây giờ dĩ nhiên trên luật pháp anh giật bao nhiêu, anh làm bao nhiêu đó, thì bị phạt, bị ở tù gì đó bao nhiêu đó, thì cái chuyện đó của luật pháp. Nhưng mà về mặt cảm thông, một người này quá khó khổ, mình thông cảm được về hành vi đó. Nhưng mà có những hành vi như thế không thông cảm được. Hành vi người ta ngộ nạn, người ta té, người ta đổ, rồi cái vô hốt của người ta, cái không ai thông cảm được. Cả trời đất này không ai thông cảm cái kiểu đó được hết á. À, chúng ta nên nhớ tất cả những điều đó. Vì vậy cho nên lời Phật dạy sâu thẳm, chúng ta phải xét nét, phải đánh giá lại từng vấn đề. Và vì vậy Ngài Hộ Pháp à, trong cái quyển phân tích về giới luật á, Ngài có đưa ra một cái điều là khi mà chúng ta xác định đó là một cái hành vi để gọi là trộm cướp, nó phải có từng cái giai đoạn. Thứ nhất là cái vật đó là sở hữu của ai. Sở hữu lớn là sở hữu của quốc gia, sở hữu nhỏ hơn là của tập thể, sở hữu nhỏ là của gia đình, và sở hữu nhỏ nữa là của cá nhân từng người. Như vậy ở đây xác định được cái đó là sở hữu của ai cái đã. Thứ hai nữa là người muốn thực hiện cái đó, họ biết rất rõ cái này đã có sở hữu mà họ quyết lòng làm. Thứ ba là người này có khởi tâm tham muốn đoạt lại cái việc đó. Thứ tư là quyết lòng để đoạt lấy. Và thứ năm là khi lấy cái đó về cho chính mình bằng cách nào đó, bằng giật, bằng cưỡng đoạt, bằng lén lấy, bằng cách gì đó, để cho mình có được cái đó là sở hữu của ai đó, thì cái đó hoàn thành về cái nhân tố trộm cắp, trở thành cái tội trộm cắp. Như vậy thì ở đây Ngài phân tích rất là rõ. Nhưng mà khi mà Ngài phân tích cái vấn đề là tội nặng, tội nhẹ, thì Ngài phân tích thêm như thế này. Tội nặng thì là đánh giá cái giá trị của cái vật mà ăn cắp. Giá trị vật ăn cắp lớn thì tội nặng, mà giá trị vật ăn cắp nhỏ thì tội nhẹ. Rồi Ngài phân tích thêm là nếu vật sở hữu đó mà ăn cắp đó, vật đó thuộc về của chung, của quốc gia, của chùa thì tội nặng, mà cái đó nó thuộc về sở hữu của cá nhân thì tội nhẹ. Thì ở đây tôi đọc này tôi cũng cảm thấy ngờ ngợ. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ rằng mình còn phải thêm một phần nữa là tâm lý của cái người mà để gọi là xoán đọt cái đó, động cơ nào anh thực hiện cái này, và anh thực hiện với cái lòng nào, với tâm niệm nào, với này kia cái nọ, dựa vào cái tâm niệm mà đánh giá. Có những khi cái trị giá của món quà không lớn, nhưng mà cái tâm niệm quá ác thì nó trở thành cái quả báo lớn và tội lớn à. Ví dụ nhiều khi giật cái điện thoại thôi, cái trị giá điện thoại tôi cho 10 triệu đó, không lớn lắm, nhưng mà nếu chém cái tay để lấy cái điện thoại à, cái này ghê à. À, ở đây là tôi muốn nói với các vị phân tích trị giá và đồng thời là tâm niệm để thực hiện hành động.
À, cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta có tu tập, chúng ta sẽ nhìn từng bước, nó sẽ lộ ra được rằng con người chúng ta như thế nào. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc cuộc đời không ai không tham, không ai không tham. Có nhiều khi tham bằng trộm cắp hay không thì đó tùy người, nhưng mà trên nguyên tắc bản chất bẩm sinh chúng ta đều tham. Tôi và các vị đều giống nhau nếu chưa thành thánh. Không, ở đây ai là người nói tôi chưa bao giờ tham đâu, đưa tay lên nè. Hả? Cả tôi cũng đâu dám đưa tay đâu, đúng không? À, xin thưa tất cả các vị, đương nhiên chúng ta thừa nhận là bản chất chúng ta đều tham, mỗi người tham cách. À, đừng nói ai tốt hơn ai về cái này nha, bởi vì tham sân si là cốt lõi căn bản phiền não của mỗi chúng ta, nó đã có cùng với con người chúng ta từ vô lượng kiếp chứ không phải mới đây. Tùy vào môi trường xã hội, tùy vào môi trường giáo dục, tùy vào cái việc hướng đà dẫn của người đi trước, nó đã hình thành nên cái nhân cách chúng ta lộ liễu hay là sâu kín, tế nhị hay là thô phù, vậy thôi. Còn tiềm ẩn ai không tham, xin thưa thật với các vị, nhưng mà chỉ có điều là gian tham hay là tham một cách đúng nghĩa thôi. Người ta cơ bản là ta tham đúng nghĩa nếu người có đạo đức, còn cái người không có đạo đức họ thuộc về dạng gian tham, tham mà gian để có. Còn cái người mà họ cũng tham nhưng mà ở mức độ là sòng phẳng, cũng tham theo một góc độ là bảo vệ cái sở hữu của mình. Các vị phải nhớ từng cái ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên ở đây gian tham hay là tham lam nó có cái ngưỡng của nó. À, chúng ta nên nhớ như vậy. Mỗi một cái người có cái ngưỡng tham riêng. Có cái người chỉ cần đôi dép là lượm rồi, có phải không? Ló đôi dép ra là ăn cắp của người ta rồi. Có những người thậm chí chai chanh chai ớt là ăn cắp rồi. À, có phải không? Có người chừng quần áo phơi bậy bạ ăn cắp luôn. À, còn có người lớn hơn nữa là bao đồ xe hay là mức độ trị giá của nó. Có những người chừng 10.000 bạc là ăn cắp rồi, có phải không? Nhưng mà có những người 10.000 không ăn cắp, nhưng mà 100.000 sao? 100.000 bắt đầu lấy à? À, đúng không? Nhưng mà có những người 100.000 lấy không? Không lấy. Nhưng mà nếu cái mức độ mà chiêu ngươi đó cỡ 1 triệu làm sao? À, đốt liền, đúng không? À, ai mới nói đốt liền đó. À, xin thưa các vị, có những người bắt đầu tới mức độ là cái ngưỡng 1 triệu người ta không có tham. Tức là 1 triệu không tham, nhưng mà 100 triệu thì sao? À, 100 triệu bắt đầu lấy. Rồi có những người là 100 triệu không lấy, nhưng mà 1 tỷ thì sao? Khó cầm lòng, phải không? Như vậy thì tôi muốn nói với các vị, tùy cái mức độ điều phục và cái hạt giống về mỗi con người chúng ta thì cái mức độ tham nó khác nhau. Có những người chúng ta thấy suốt đời không lấy gì hết trơn á, quần áo, xe cộ này kia kia nọ đấu thèm lấy, bởi vì cái ngưỡng của họ là trên cái đó rồi. Họ có sự kiềm chế, họ có sự tu tập, họ có được đạo đức, họ được huấn luyện bản thân người. Cho nên tất cả những nhà cửa xe cộ, thậm chí các vị để 100 triệu trên bàn hoặc là để trong tủ, các vị cứ thảy thoải mái, không bao giờ họ để ý tới, bởi vì cái này chưa đủ, bởi vì cái ngưỡng họ đã tập luyện và họ tu hành hoặc là được học tập cái gì đó nó qua cái ngưỡng này rồi. Nhưng mà nếu 1 tỷ thì sao? Nó khác. À, nó khác. Còn có những người 1 tỷ cũng chưa sao, bởi vì họ đã đào luyện họ sâu hơn nữa, họ có tu tập tốt hơn nữa, họ đã từng sống tốt hơn nữa. Nhưng mà nó lên tới cái hàng trăm tỷ khác á, thì tự nhiên con người mình nó khác đi. Tức là cái ngưỡng mình sẽ chịu không nổi với cái mức độ mà nó cao. Các vị để ý, cho nên đừng ai chắc ăn về tâm hồn của mình. Mình chắc ăn là tại vì mình thấy 100.000 ta gớt mình lượm mình trả, nhưng mà tới 1 triệu ta gớt chắc gì mình lượm trả không? À, các vị phải thấy được những cái đó quan trọng lắm. Cho nên khi tu tập chúng ta mới từng bước chúng ta nhận ra mình ghê thật. Để trở thành thánh là chuyện không dễ tí nào. Chuyện của con người thôi là chúng ta đã vượt không nổi rồi, đừng nói tới làm thánh. Cho nên chúng ta đừng nghĩ ai là thánh trên cuộc đời này cả. Một người có đạo đức chúng ta quý, chúng ta trọng, được rồi. Nhưng mà thánh hay không chưa biết. À, bởi vì ở một mức độ nào đó họ đạo đức, nhưng mà hơn nữa họ sẽ không thể đạo đức được. Các vị phải ý điều này rất rõ. Như vậy thì chúng ta mới học được từng giới một của đạo Phật, mà cái này cái học là gọi là giới chuyên sâu á. À, phân tích thêm cái này để chúng ta thấy là chuyên sâu đó. Còn ngày xưa giờ chúng ta cứ đi Bồ Tát, chúng ta nghe nói không được gian tham trộm cắp vật giới quý như vàng bạc châu báu, vật thường nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, rồi xong. Có phải Bồ Tát vậy không? Ai từng đi Bồ Tát là vậy thôi, nghe vậy tôi đời tôi có bao giờ đụng vàng bạc kim cỏ của ai đâu, đúng không?
nhưng mà tôi đụng hàng trăm thứ khác mình đâu biết, bởi vì những cái khác nó đâu có để cái chữ là ăn cắp, nó đâu có để chữ ăn cắp ăn trộm, nó để một cái từ khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy nó quan trọng ở chỗ này. Vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị, tùy mức độ tu học mà chúng ta làm chủ và nhận diện được ra mình. Không ai trên cuộc đời này không tham, nhưng mà nếu chúng ta vượt qua được cái này là không phải dễ. Thậm chí cả nhà tu, tôi nói thật với các vị, nhà tu nếu không tự kiềm chế và điều phục, không nhận ra được tu tập tốt thì cũng tham như thường. Bởi vì người tu cũng là người đời, cũng có hạt giống tham từ vô lượng kiếp như bao nhiêu con người khác. Anh là thầy tu chứ không phải anh là ông Phật. Vì vậy cho nên nếu một thầy tu không có được một sự hướng dẫn của bậc thầy mình về đạo đức tốt, bản thân người đó chưa có sự kiềm chế mình bản thân tốt thì cũng tham hoặc cách này hoặc cách khác. Chắc vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây có một số người, người ta khi người ta nói là chiếc áo không làm nên nhà tu, cái đó người ta đánh giá cũng đúng. Nhưng mà nhờ chiếc áo này nó sẽ giúp nhà tu hoàn thiện mình tốt hơn, hạn chế những điều sai quấy tốt hơn, và có cơ hội để làm thiện tốt hơn, nếu là như vậy. Vì vậy phải nhận thức ra rất rõ, một nhà tu nếu không có khéo kiềm chế thì mình cũng bị tài sắc danh thực thì gì đó, nó cũng làm chiêu ngươi và làm cho mình mất bản thân mình, là chuyện đương nhiên. Ở đây tôi nói lên một cái điều rất là chân thật để các vị rằng, cái việc đó nó như vậy, chúng ta phải hiểu tùy mức độ cái ngưỡng của con người. Có những người tu hành đào sâu đến một mức độ là 1 triệu không có khởi ý tham, nhưng mà nhiều hơn nữa thì khởi ý tham thì sao? Cái ngưỡng của mọi người đang tu tập mình đâu biết ngưỡng đó, người đó là tới đâu. Chỉ có điều khi chứng thánh thì hoàn toàn mới tin cậy trọn vẹn điều này. Nhưng trên mức độ về đạo đức, khi một người tu tập và hướng thiện cao và có lòng đạo đức thì cái mức độ kiềm chế tương đối cao, và vì vậy ít bao giờ bị sơ sót trong điều này. Còn đa phần chưa chắc. Tôi nói thật với các vị để hiểu. Cho nên người tu tập là người đang tự huấn luyện mình đó. Một thầy tu cũng là người đang tự huấn luyện mình đó, đang điều phục tham sân si của mình đó. Các vị phải thấy như vậy. Tôi nói cần chỉ khác bản thân tôi. Tôi nói ra một chuyện để các vị hiểu. Năm 2009 là năm tôi xây cất tu viện Tường Vân, đúng không ạ? Thì năm đó đó có một cái chuyện như thế này. Đang trên đường đi giảng về, có một cái cô này điện thoại cho tôi rằng: thưa thầy, con xin thầy số tài khoản. Thì tôi mới nói là tôi không có số tài khoản, lúc đó tại tôi không có thiệt. Xin thưa các vị. Rồi nói là tại vì con muốn chuyển cho thầy 1 tỷ đồng để trùng tu. Thì trời ơi, đang mà cất chùa mà người khác nói chuyển cho mình khoảng 1 tỷ đồng, mừng không? Mừng thấy mồ đi chứ. Nghe là tự nhiên trong lòng của mình nó phơi phới cái gì á. Mặc dầu tiền đó mình chả có ăn, nhưng mà thì bây giờ có một người nói là cũng cho mình là con chuyển khoảng 1 tỷ đồng, nhưng mà con sẽ chuyển 2 lần. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nó có những cái khúc mắc của nó, cho nên là con chuyển cho thầy trước 500 triệu rồi sau đó con chuyển thầy tiếp 500 triệu. Thì tôi mới nói chuyện tiếp với tôi hỏi cái người đó là ai. Thì cái cô này cũng mới nói là con là người đó. Thì tôi mới nhớ trực ra là trước đây vài tháng gia đình cô này có đến gặp tôi. Ở chỗ là cô này hình như là do tu thiền hay là tu bằng cái gì đó, cổ bị hoang tưởng một chút, cho nên cổ có cái tính cách giống như lạc lạc về thiền vậy đó. Rồi gia đình cảm thấy giống như bị tẩu quả nhập ma vậy đó, rồi có đem đến nói chuyện với tôi chia sẻ. Sau khi tôi chia sẻ vấn đề thì tôi thấy cô được cởi mở ra, và tôi có hỏi thăm với gia đình thì gia đình có cho hay là cô đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà sau đó khi cậu nói lên như vậy thì tôi biết ngay cổ, tự nhiên tôi nghĩ lại liền. Tôi nghĩ tại sao cái hoàn cảnh cô đến tôi, cô không phải là người quá giàu, cô cũng là người khá bình hơn chút vậy thôi, nhưng tại sao cô lại buông ra 1 tỷ để cô cúng chùa? Thì sau cái mừng đó tôi trầm trở lại, tôi suy nghĩ. Tôi thi nghĩ tất cắt trong đầu. Tôi mới hỏi rằng cô có hỏi chồng cô chưa? Cô nói không, chuyện này con không có hỏi chồng con được. Ở đây con tự nguyện con làm, cho nên là việc này làm riêng con với thầy biết thôi, không có cho chồng con biết được. Thì lúc đó tôi mới nói ngay với cổ một câu rằng: nếu chồng cô không chấp nhận thì thầy không nhận. Tôi mới nói như vậy. Bao giờ cô nói với chồng cô rằng cô làm việc đó mà hai vợ chồng đồng tình, mang đến lúc đó là chùa Long Khánh đó, là gặp thầy thì thầy nhận số tiền này.
Còn bằng không, thầy không đưa tài khoản, thầy không làm tài khoản và thầy không nhận khi một mình cô. Sau đó rồi, 3 ngày sau cô đang nỉ tôi, cô điện thoại cô đang nỉ tôi tiếp tục để nhận số tiền này. Và tôi nói cổ là nếu không có sự đồng ý của chồng thì cô đừng nói với thầy số tiền này nữa. Và không biết lý do nào đó, một ngày hôm sau nữa cổ điện tôi nói là chồng đã đồng ý rồi, hẹn 3 ngày sau nữa là đến là cúng dường, là giao cho tôi 500 triệu này. Tôi nói nếu chồng cô đồng ý thì 2 giờ chồng cô đến gặp thầy. Thì thật sự với các vị, trong cái lời nói đó sao rồi thì tôi cũng nói chung là trong lòng tôi nó phân vân nhiều thứ. Mặc dầu mình đang trùng tu rất cần tiền chẳng phải không, nhưng mà không bao giờ cần những cái tiền mà bằng những cái cách như vậy, tự dặn lòng mình. Chứ thật sự khi mà mình có hoàn cảnh như vậy, mình cần tiền, mình nghe nói với số tiền đó mình rất mừng. Các vị nên nhớ là này, trong lòng rất mừng chứ không phải là bình thường. Nhưng mà cái mừng đó không phải là để nuôi dưỡng bằng mọi cách để lấy được số tiền này à, phải nhìn nhận ngay tức khắc là lý do. Và sự thật ra các vị biết rằng trước ngày hôm sau để có thể giao tiền cho tôi thì chiều đó chính người chồng của cô đã đến gặp tôi. Khi đến gặp tôi rồi thì ngồi nói chuyện, tôi mới hiểu được rằng là anh nhờ tôi một việc. Ảnh mới nói là vợ ảnh muốn cúng chùa 500 triệu có nói với ảnh, mà nói ảnh ảnh đã không chấp nhận nhiều lần rồi, bởi vì tiền này để dành để mua căn nhà. Mà bây giờ á, nếu ảnh không chấp nhận cự tuyệt thì vợ đang thần kinh yếu, mà bây giờ nếu mà cự tuyệt thì vợ sẽ bị bệnh nặng lên, và thậm chí cô có thể là cô quán lên, hoặc là có thể nó làm nói chung là bất ổn trong thần kinh và gia đình. Cho nên anh chấp nhận đồng ý, nhưng đồng ý là đồng ý với vợ, nhưng mà anh đến gặp riêng tôi, anh yêu cầu tôi một việc, thầy nhận giùm 500 triệu rồi sau đó thầy đưa lại con để con mang về. Khi tôi nghe ảnh đề nghị tôi như vậy, trong lòng tôi không biết hai vợ chồng người này là thật hay giả, hay là họ lập kế, họ chơi cái trò gì à. Tôi nói thật, chuyện này chưa bao giờ tôi từng gặp, cho nên tôi cứ ngờ ngỡ rằng không biết anh này chơi trò gì à. Rồi sau đó tôi mới nói rằng thầy sẽ giúp anh về điều này, nhưng anh phải làm cho thầy một tờ cam kết. Anh ghi rất rõ ở trong đó là vào ngày tháng đó anh và vợ anh sẽ đến đưa tiền như thế, rồi thầy sẽ nhận như thế, rồi thầy trả lời cho anh như thế. Anh ký vào ở trong đó cho thầy một cách đầy đủ. Anh làm xong tờ cam kết này anh đưa thầy, rồi thầy sẽ giúp anh chuyện đó. Và anh hứa. Sau đó anh mang cho tôi đến tờ cam kết. Và ngày hôm sau thì hai vợ chồng anh đến đàng hoàng. Thì hai vợ chồng đưa một cục tiền, đó là để trong bịch đen vậy đó, là 500 triệu. Tôi cũng không biết cái cục đó là cục gì luôn à, tôi cứ thấy nó vậy, vé số hay là tiền tôi không cần biết à, tôi chỉ thấy nó là như vậy. Và tôi đã dặn trước anh rồi, thầy không bao giờ đụng tới cái đó, đã nói trước với anh. Thầy chỉ nhận như vậy, vợ chồng anh để đó thầy nhận vậy. Và thầy chỉ làm một điều có cái tính cách vậy, thầy nhờ ban thư ký ra thầy một cái tờ gọi là phiếu công đức, là có nhận cái số tiền này 500 triệu như thế. Thật ra cái tờ phiếu đó phiếu ma, nếu mà kiểm tra lại mà 500 triệu đó mà tôi không có, tôi trả là chết tôi đó à. Cái đó là sự thật. Nếu nguyên tắc làm việc là nó nguy hiểm như vậy. Có chứng từ ở đây, có hóa đơn ở đây, đã nhận 500 triệu trùng tu như vậy mà sau này không có 500 triệu này thì 500 triệu đó đi đâu? Nguy hiểm vô cùng. Nhưng vì độ một người, vì giúp một gia đình, tôi sẵn sàng làm. Tôi đóng một cái tờ giấy là cảm niệm công đức 500 triệu đàng hoàng, tôi bỏ vô bao thơ, tôi đưa cho cô. Và tôi nhờ một người là hướng dẫn cô lên chánh điện lễ Phật. Và tôi yêu cầu anh hãy mang cái này ra xe, không đụng tới gì cả. Và xin thưa thật với các vị, sau vấn đề giải quyết đó rồi, lòng tôi cảm thấy nhẹ như tên. Mình làm một cái việc mà mình cảm thấy sau này mình không hối hận. Tôi nói thật, sẵn sàng tôi làm một cái tài khoản để tôi đưa cho cô ta, chuyển vào tôi 500 triệu, không ai có quyền bắt lỗi tôi. Cái này người ta tự nguyện, người ta gửi tôi chứ không phải là tôi muốn. Hay là tôi cũng không có một chiêu bài gì. Nhưng tôi lại hiểu sâu thêm một vấn đề. Và sau khi vượt qua rồi, tôi nói mai 500 triệu mà lỡ 10 tỷ không biết mình có làm được vậy không. Thì tôi nói như thế nào,
cái ngưỡng của mỗi một con người nó như thế nào. Khi đụng đến vấn đề quyền lợi thì ở lòng chúng ta nó sẽ bị dao động. Trên vấn đề tu tập, tôi muốn nói với các vị như vậy. Và trên cuộc đời này, ai từng dao động với điều đó mà thiếu kiểm soát, thiếu tu tập, người đó sẽ bị sai lầm rất nhiều. Và ai từng tham mới bị gạt. Đa phần những người bị gạt là tham. Các vị suy nghĩ để là có phải không? Trên cuộc đời nếu chúng ta tham, chúng ta mới bị gạt. Còn chúng ta không tham, chúng ta không bị gạt. Đây là cái điều hiển nhiên như vậy. Cho nên tự kinh nghiệm bản thân mình mà tôi biết rằng xã hội họ làm gì? Họ đánh vào lòng tham của chúng ta thôi. Họ đưa cái quyền lợi ra hơn cái vấn đề thực tế cho chúng ta thấy được. Chúng ta có 5 đồng, họ nói đưa cho họ đi, họ sẽ làm cho chúng ta ra 100 đồng, sao không thích được? Cái quyền lợi như vậy mà không thích. Cho nên muốn gạt ai, cái nào quyền lợi nhiều thì các vị coi chừng cái đó gạt lớn. Nên nhớ là như vậy. Cái chiêu này của xã hội. Cho nên kiềm chế lòng tham, biết tu tập cũng là cái cách để giúp cho mình bớt đi rơi vào trong cái việc bị người khác lừa đảo, lợi dụng, gạt gẫm. Nên nhớ là như vậy. Sự tu tập nó có cái tốt, chúng ta đủ tỉnh táo để chúng ta phán đoán, đánh giá một vấn đề. Còn nếu chúng ta bị lòng tham chi phối nhiều quá, chúng ta không đủ tỉnh táo, chúng ta cứ bị cái tham dẫn dắt, thành ra chúng ta sai lầm này dẫn đến sai lầm khác. Quan trọng lắm các vị nhỉ. Năm 1999, cái thời điểm đó tôi còn ở chùa Huệ Nghiêm, ở ngang Sa Cảng á. Xin thưa các vị, thì lúc ở chùa Huệ Nghiêm lúc đó tôi đang ôn thi đại học. Cho nên tôi xin với Hòa Thượng được một cái góc lầu ở trên lầu á. Tôi ở trên đó tôi ôn thi. Thì tôi không biết sao mà có một cái anh chàng này, ảnh đi gọi là tiếp thị xà bông. Mà lúc đó hình như tôi nhớ là như xà bông Rejoice gì đó. Cái thời điểm đó đó, Lia hay Choi gì tôi không nhớ. Mà tại vì thật ra các vị, đời tôi không có xài xà bông nước được. Tôi nói thật tình như vậy á. Từ đó tới giờ tôi không xài xà bông nước được. Bởi vì cái xà bông nước nó không biết cái gì, nó lưu lại bản thân nó rít rít á, tôi chịu không nổi. Cho nên tôi chỉ xài xà bông cục thôi à. Cho nên vì chắc là tôi nghĩ gì tôi không thích, cho nên tôi không bị lừa thôi. Chứ không phải nếu mà lỡ tôi thích xà bông nước, chắc bữa đó tôi cũng bị lừa rồi à. Thì cái anh ảnh quảng cáo là vậy nè. Anh nói đi tiếp thị cho một công ty của xà bông này. Rồi anh lên anh kia anh gặp tôi. Anh mới nói bây giờ cái xà bông nó vậy đó. Bây giờ anh đi tiếp thị cho công ty khuyến mãi, tức là cho không mọi người. Chỉ cái điều quan trọng là mọi người cứ bóc vỏ ra. Thì bóc ra ở trong đó nó có cái sự trúng thưởng. Trúng cái gì đó thì nó sẽ giao cho nó 180 ngàn. Thì nó sẽ chở cái vật đó tới nơi, cái nó đưa ra cho mình. Đầu tiên là tivi, rồi máy lạnh, rồi bếp ga, rồi nó đưa cái bự. Xuống cuối cùng là hột quẹt cái hột quẹt ga đó. Mà thật ra với các vị, mình đâu có để ý tới cái chuyện đó. Nó đã cho mình được chai xà bông rồi, mà mình trúng bất cứ cái gì mình sẽ đưa 180 ngàn đồng cho nó. Rồi á là nó sẽ chở đồ tới nơi cho mình. Thì ở đây mình cứ nghĩ rằng mình trong đầu mình cứ nghĩ là phải tivi, phải là tủ lạnh, phải là bếp ga, chứ mình đâu có nghĩ hậu quẹt à. Mà các vị biết không, đa phần là bị cái chỗ này. Mà hôm đó nó nài tôi. Tôi nói không, thầy không có biết xài xà bông mà gọi là xà bông nước. Cho nên nó nài tôi lấy xài đi. Này người ta công ty cho miễn phí, chỉ cần thầy bóc ra xài thôi. Cái tôi mới nói với nó một câu là thầy bóc ra nhưng mà thầy cho anh à, được cái gì anh lấy cái đó. Nó không chịu các vị. Nó không chịu. Tôi nói tôi không xài mà tôi không bóc à, mà nếu mà kêu tôi bóc là tôi bóc giùm cho nó, rồi tôi cho nó luôn chai xà bông, rồi trúng cái gì nó lấy cái đó. Nó không chịu. Cái nó càng cựa tôi, hồi cái đi xuống dưới nó về. Cuối cùng chiều học xong tôi đi xuống dưới, tôi nghe 5-7 người cư sĩ có, mấy thầy trong chùa có, cãi nhau nhoi hết chuyện gì. Tôi nghe lại là toàn là bị gạt, là 180 ngàn đồng để mua cái hộp quẹt ga không à. Kinh nghiệm của tôi về điều đó. Khi chúng ta bị tham là sẽ bị người trên cơ chúng ta, họ lợi dụng lòng tham họ chi phối. Cho nên cái này các vị biết, phải hiểu tỉnh táo ngay cái chỗ này. Sống trong cuộc đời, mình thật thà, nhưng mình không cho ai lợi dụng, mình cũng không lợi dụng ai, không gạt gẫm ai. Nhưng cũng đừng quá dễ dàng để cho người ta lừa gạt mình. Ở trong đây như vậy, thà chúng ta cho nó sẽ có ý nghĩa hơn là cái gạt. Ta cho 100 ngàn người ta nhớ ơn mình 100 ngàn, có ý nghĩa 100 ngàn. Nhưng mà nó gạt mình được 1 triệu, mình tức ói máu đi, mà nó không được ý nghĩa gì hết á. Các vị từng bị gạt các vị biết mà.
Khi bị gạt chúng ta tức là tại sao chúng ta để bị mất cái như vậy. Còn chúng ta cho chúng ta hoan hỷ chứ chúng ta không có tức. Nên nhớ lại vậy. Cho nên tôi nói thật, trong cuộc đời để làm người, để giữ được mức độ mà để kiềm chế được cái này không dễ. Tôi nói thật với các vị, đi đường lượm được của rơi mà trả lại cho người là chuyện không dễ. Nhớ là như vậy. Tại vì ở đây chúng ta không ăn cắp, mà ở đây là của rơi mà chúng ta lượm được. Mà ở đây chúng ta nghĩ là gì? Chúng ta không vi phạm luật pháp. Tôi đâu ăn cắp, tôi đâu giật đâu, tôi đâu lừa đảo đâu. Lượm mình xài là chuyện đương nhiên. Nhưng mà một người hiểu được rằng là người mất của rơi họ rất đau khổ. Và vì vậy không để mình phải là mang cái nghĩa là tham, mà mình cũng nghĩ rằng người ta đang đau khổ thì tìm cách trả lại cho người ta. Thật ra cái này không dễ tí nào. Đối với Việt Nam là khó vô cùng nha. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, tôi xin lỗi, không phải tôi đề cao nước bạn mà tôi hạ thấp nước mình. Nếu là ở nước Nhật, các vị gớt một món quà ở giữa đường, 3 ngày sau các vị đến đó không bao giờ mắc. Tôi cam đoan như vậy. Nếu ở đó không còn, các vị đi một cái bót cảnh sát nào gần đó nhất, các vị vào đó chắc chắn rằng có người lượm đưa vào đó các vị. Các vị thử bỏ một cọc tiền cỡ một cái gọi là cỡ 100.000 yên, các vị thử cột vô thành một gói, các vị thảy giữa đường đó, các vị làm chiêm nghiệm, mắt các vị chịu. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, xin thưa, các vị cứ yên tâm đi. Các vị yên tâm về điều đó. Tôi nói ở đây không mang cái nghĩa là tôi đề cao người ta, nhưng người ta đã được giáo dục như thế nào bằng một cách từ nhỏ đến lớn người ta như vậy. Tôi hỏi những người công dân Việt Nam mình sống tại Nhật, họ nói họ đi nhiều khi họ gấp công việc, họ quên đóng cửa. Nhưng sẽ có một người hàng xóm, một là qua đóng cửa giùm, và hai là người ta sẽ khép cửa gì lại đó cho mình giùm. Nên nhớ là như vậy. Cái chuyện này mình tự nhiên mình cảm thấy rằng sống ở như vậy, một đất nước như vậy có cảm giác giống như thiên đường quá. Người ta giáo dục như thế nào rất là tuyệt vời như vậy. Cho nên tôi nói thật, vừa rồi khi mà chúng ta đọc trên báo cái câu chuyện của một ông ăn mày tại Mỹ, khi mà một cô này lấy một đồng tiền lẻ bỏ vào trong cái ca ăn mày của ông, rồi vô tình là cô móc ra làm sao đó mà có một chiếc nhẫn mà kim cương, cô bỏ luôn vô trong ca đó mà cô không biết. Thì sau đó ông ăn mày này, ông cũng không biết rằng trong ca ông có cái nhẫn kim cương. Rồi cô này đi về, ông cũng ăn xin tiếp, thì hồi ông mới móc tiền ra, thì sao mà ông thấy chiếc nhẫn kim cương đó. Và ông nhìn cái chiếc nhẫn kim cương này, ông nghĩ trong đầu, nếu đây là một hạt kim cương thật thì trị giá chắc là rất là lớn. Nhưng mà bây giờ ông ta cũng không biết cô này đâu để gửi trả lại, cho nên ông cất vào trong người. Cô này về một ngày hôm sau mới nhớ chực lại, mới kiếm ra là mình mất tiêu cái chiếc nhẫn kim cương hột xoàn đó, mà không biết mất ở đâu. Cái chiếc nhẫn kim cương này của cô rất có ý giá, mà đồng thời là một món quà kỷ niệm lớn trong cuộc đời của cô. Mà bây giờ biết đâu tìm, mình không biết mình mất đâu, lúc cởi ra bỏ trong giỏ không biết là nó rớt ở đâu chỗ nào. Nhưng mà cô ta đi đại đến ngay chỗ cũ, cô ta gặp ông già. Còn ông già thì nghĩ rằng mình nên ở lại đây để hy vọng rằng người nào mà bỏ quên cái chiếc nhẫn trong này đó thì người ta sẽ lại lấy. Cho nên ông không đi chỗ khác, ông vẫn ngồi chỗ cũ. Rồi cô này đi lại, cuối cùng gặp ông già, hỏi ông già rằng ông có thấy cái gì ngày hôm qua trong ca của ông hay không. Thì ông già này mới lấy cái chiếc nhẫn đưa ra, cái này có phải của cô không. Thì cổ mừng quá, xúc động quá. Thì lúc đó cổ có bao nhiêu tiền trong túi cổ là chỉ khoảng 40 hay 60 đô gì đó, cổ nhét hết vào túi ông già, cổ xúc động, cổ cảm ơn ông già. Ông già thì cũng đưa lại bình thường, và ông cho nhiêu ông nhận nhiêu. Nhưng mà các vị biết sau đó rằng tại sao báo Mỹ đưa lên, mọi người ca ngợi, và hai vợ chồng cô đã đứng ra để đưa hình ảnh đó lên Facebook, vận động cho ông được 100.000 đô của những người thiện nguyện. Như vậy thì ở đây, từ một hành động đó, người ta mới thấy rằng ông nghèo mà không tham. Một cái nhân văn rất tốt, một cái đạo lý rất tốt. Đó. Mà ở đây là đợi người để đến để trả lại. Còn cô đó khi đến như vậy, nhận được quà rồi, cuối cùng làm một cái điều nghĩa gì đó để cho ông một cái số lượng được 100.000 đô. Và thậm chí sau đó người ta còn cho nhiều hơn nữa để ông thay đổi cuộc đời. Như vậy một hành động tốt là đáng trân trọng, tán dương. Ông này không phải trả chiếc chiếc nhẫn để kiếm 100.000 đô đó, nhưng mà hành động đó đáng được ca ngợi. Và khi chúng ta đọc đến chúng ta rất là xúc động. Chúng ta nói nhân đạo trong con người còn,
thương yêu còn, đạo lý còn như vậy, chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Đồng những cái tin đó chúng ta phải tự thấy hạnh phúc vô cùng à. Cho nên các vị thấy rằng lượm được của rơi mà trả lại là tuyệt vời, chiến thắng được lòng tham một cách tuyệt vời. Và hình ảnh này Việt Nam chúng ta cũng còn rất là nhiều người khi lượm được của rơi đem trả lại, vân vân như vậy. Bên cạnh đó nó có những cái gì nè, mượn đồ người ta, mượn tiền, tôi nói mượn tiền để cho nó rõ ràng. Mượn tiền người ta lúc mượn thì rất là vui, nhưng mà tới khi người ta đòi thì không trả, cái này là nguy hiểm, thấy không? Ở đây là một cái chuyện tham lạ kỳ, mà tới lúc có tiền nó trả cả tiếc, cho nên cứ giữ hoài, hoặc là người ta đến đòi mà chửi trừ. Nè, ở đây là cái nguy hiểm về đạo đức. Những lòng tham của chúng ta đặt sai vị trí rồi, chúng ta gian tham một cách thiếu đạo đức. Chúng ta đã nghèo khổ, mình mượn người ta cho, bây giờ đến người ta cần người ta lấy lại, mình không có điều kiện trả, mình tạo điều kiện để trả, hoặc là mình không trả được thì mình nói như thế nào, chứ không mang tính cách là có ý tưởng muốn tìm cách giật người ta. Lòng tham không có đạt bậy bạ như vậy, cái đó là quá đáng, phải không? Bên cạnh đó, cái lòng tham chúng ta còn nằm ở vị trí là người ta nhờ mình đứng tên để mua sở hữu cái gì đó, có thể là mua nhà, mua đất. Chúng ta lợi dụng cái chuyện mà chúng ta đứng tên để cho đứng vào tiền hay là nhà đất, rồi cuối cùng căn cứ chúng ta lợi dụng vào luật pháp là nói có sách mắt có chứng gì đó, chúng ta lấy cái đó ra làm bằng chứng để chúng ta lấy luôn tài sản của người ta. Đây là một dạng vô đạo đức, tham bằng một cách quá tàn nhẫn như vậy. Tất cả mọi thứ này đều có giá phải trả của nó, chúng ta nên nhớ là như vậy. Học Phật phải hiểu điều này rất rõ, thâm sâu trong tất cả các vấn đề. Đạo lý con người chúng ta không phải dựa vào cái nhà đó mới tồn tại được, hay là bao nhiêu tiền đó tồn tại được. Đạo lý cả cuộc đời chúng ta còn nhiều ý nghĩa lắm. Chúng ta sống quá đơn giản, quá thấp thỏi như vậy, không xứng đáng một cuộc đời làm người. Vậy mà thậm chí ở đây chúng ta không phải gạt người ngoài mà gạt người thân nữa chứ à. Khi mà chúng ta xoán đọt rồi chúng ta trở mặt với nhau, từ anh em, chị em, bà con trở thành kẻ thù của nhau. Tất cả những cái đó tại sao lại là để phổ biến ở trong xã hội như vậy? Đức Phật dạy cái này rất rõ với chúng ta. Tôi đọc một câu chuyện mà cảm thấy tôi xúc động. Câu chuyện này nó kéo dài từ năm 1944 mà cho đến năm 1900 mấy đó nó mới bắt đầu được là công khai cho mọi người. Tôi nói với các vị nghe để thấy một câu chuyện tuyệt vời. Gia đình này ở Đà Nẵng. Ông này á, là ổng sang Pháp, ông làm ăn. Trước khi ông đi sang Pháp, ổng gửi cho người quản gia của ổng với cái số vàng là 200 cây, là trước năm 45 à, thợ đó là Pháp còn đô hộ Việt Nam chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Sau khi sang Pháp làm ăn, gia đình khấm khá. Và trước khi sang Pháp, ông có mang theo một đứa con nhỏ 2-3 tuổi gì đó. Trong một thời gian làm ăn khấm khá rồi, ông ở lại Pháp. Rồi sau đó năm 1945 trở lên, chiến tranh Việt Nam và mọi thứ đều lưu lạc, và ông quản gia này ông cũng lưu lạc. Thời gian sau đó cái ông này ông là một thương gia ở Pháp về rất nhiều lần tại Đà Nẵng để tìm lại cái người quản gia ngày xưa, mà bây giờ lưu lạc đâu rồi không có biết. Cho nên rằng một vài lần về cũng không có. Cho nên sau đó khi ông già, ông bệnh và ông sắp chết á, ông có nói với người con trai: này con, trước khi ngày xưa ba sang Pháp thì ba có gửi cho một người quản gia ở Việt Nam, ông rất là tốt, với cái số vàng là 200 cây. Nhưng mà sau chiến tranh lưu lạc rồi, ba không biết người đó đâu, người đó tên đó, họ đó, ngày đó ở địa chỉ đó, này kia kia nọ. Sau này nếu ba qua đời, con có về thăm và tìm lại ông. Nếu bác kia, tức là bác quản gia gửi vàng trả thì con nhận, còn nếu bác không trả thì con đừng đòi. Cái lời dặn của ông già trước khi chết. Bởi vì bây giờ gia đình cũng giàu có dư giả rồi, không thiếu gì. Thì người con nghe lời cha dặn như vậy. Sau đó cha qua đời, ông có về lại Việt Nam mấy lần ở tại Đà Nẵng, cũng không tìm gặp. Sau đó được người mách chỉ gì đó mà tìm được, thì khi lúc này cái ông quản gia đã về Hà Nội. Và lúc đó ông quản gia cũng khoảng 80 tuổi rồi, cậu này thì khoảng gần 50. Khi mà về gặp lại cái người quản gia thì hai người không có nhận ra nhau. Ông này thì bây giờ, hồi lúc cậu này đi rời khỏi Việt Nam mới có 3 tuổi à, mà bây giờ khi quay trở về gần 50 tuổi rồi, sao biết ông đó là ai. Rồi ông kia đó thì hồi lúc mà chăm sóc cậu này thì cũng mười mấy, đôi mươi, hăm mấy gì đó, bây giờ là khoảng 80 tuổi rồi, già rồi đó, không ai biết ai.
nhưng mà tìm cái địa chỉ tới ngay đó, tên đó chính xác vậy, và nhắc lại thì bắt đầu nhớ nhau. Thì nhớ nhau giữa hai người trong đêm ngồi nói chuyện từ tối tới sáng, thì ông này cũng không nhắc gì về Vũ Vàng, mà anh này cũng không nhắc về Vũ Vàng, chỉ kể nhau từng kỷ niệm sau khi rời Việt Nam sang Pháp làm gì làm gì. Rồi ông này mới nói rằng sau khi mà chiến tranh đến, tôi phải mà đi tản cư làm sao làm sao làm sao, nói hết cái quá trình mà chiến tranh Việt Nam rồi lưu lạc như thế, bây giờ về ở đây rồi có bao nhiêu đứa con, rồi mỗi đứa có gia đình cuộc sống thế nào. Ông kể nhau nghe sau một đêm rồi tâm sự, sáng hôm sau thì anh này lên đường. Thì trước khi anh này lên đường rồi, cái bác quản gia ngày xưa mới mời cái cậu này lại, cậu này tên Thịnh, mời cậu Thịnh: cậu ngồi lại đây tôi nói chuyện cậu một chút. Từ hôm qua tới nay sao tôi không nghe cậu nhắc đến một cái gì về vấn đề mà tiền bạc hay gì hả? Ba cậu không có nói đến vấn đề là có gửi tôi với cái số tiền bao nhiêu sao? Thì anh này anh mới lắc đầu nói là không. Thì ông này ông mới nói rằng: này cậu, tôi chỉ đợi chờ cho cậu nhắc coi có là ông ở nhà có nhắc cái gì hay không. Nhưng bây giờ mọi người không nhắc, tôi nhắc. Thì ông này mới nói rằng trước khi ông sang Pháp, ông có gửi cho tôi 200 cây vàng. Nhưng sau đó vì chiến tranh rồi, tôi cảm thấy loạn lạc, thì tôi cũng mang vàng này theo giữ bên mình. Nhưng sau đó trong cuộc đời tôi có một 4 đứa con, nhưng mà trong đó có một đứa con trai á, nó khi nó lâm bệnh nặng thì gia đình túng quẫn quá, tôi không biết phải làm sao, tôi có mượn ở trong đó một cây vàng. Nhưng sau đó rồi cuộc sống tôi ổn định, tôi cũng mua và trả lại đó rồi. Bây giờ hôm nay tôi gặp cậu chính là người ngày xưa là con của ông chủ vậy. Bây giờ tôi đã già rồi, tôi muốn giao lại cái này, xem như tôi xong nợ, tôi xong những lời hứa với ông, tất cả mọi thứ, toàn bộ tài sản này tôi giao trọn vẹn lại cho cậu. Thì vừa nói rồi, cái ông này mới dẫn cái cậu Thịnh này đi ra ngoài vườn và đào lên một cái hộp gỗ và mở hộp gỗ ra. 200 cây vàng còn nguyên vẹn, và trong đó có một cây vàng khác với những cây vàng khác. Ông cũng nói luôn, đây là cây vàng sau đó tôi mua tôi trả lại cho ông ở trong đó. Và sau khi ông Thịnh này nghe nói từ đầu tới cuối chỉ biết khóc mà thôi. Tôn trọng một người quản gia tuyệt vời như vậy. Và cuối cùng ông nói rằng ba ông có nói về điều này, nhưng mà ông cũng không có thiếu, cho nên bây giờ khi biết được sự thật nó như vậy thì ông cũng xin tặng 200 cây vàng này cho ông này. Ông này nói không, nếu mà ba cậu và chính cậu có lòng, tôi sẽ lấy một cây vàng mà ngày xưa tôi mượn thôi. Còn 199 cây này cậu muốn làm gì, làm từ thiện hay cậu đem về Pháp là cậu làm gì, đó là quyền của cậu, không còn việc của tôi. Con cái tôi cũng đã đến nơi đến chốn rồi. Thì ở đây sau khi đọc nghe một cái câu chuyện như vậy, chúng ta cảm thấy rằng nó xúc động trong lòng chúng ta một điều gì khó tả. Tôi thấy rằng có những con người lương thiện đến độ mà chiến thắng lòng tham của mình như thế đó, quá tuyệt vời. Phải nói là như vậy. Một câu chuyện nó làm cho chúng ta tính nhân văn rất cao, và làm chúng ta một cái bài học để chúng ta cần phải suy gẫm. Các vị nên nhớ. Cho nên ở đây là một cái điều mà chúng ta thấy hành động của cậu Thịnh cũng tuyệt vời, mà hành động của một cái ông mà quản gia cũng quá tuyệt vời, đáng trân trọng. Như vậy thì ở đây giữ của người mà không tham như vậy là không dễ. Vậy mà đây chúng ta lại có người là lợi dụng cái đứng tên cho người trong nhà trong đất rồi xoắn luôn ở đó, là lương tâm đạo đức con người ở đâu? Như vậy ở đây chúng ta cướp giật một cách trắng trợn. Chúng ta cướp giật cách trắng trợn, và tất cả những hành động này nó dẫn đến những quả báo cho chúng ta là điều không chạy khỏi. Trên cuộc đời này nhớ kỹ, quy luật nhân quả là một quy luật ngàn đời, không có cách nào mà chúng ta có thể thoát khỏi được bất cứ cái hành động nào về sai quấy của chúng ta. Nếu chúng ta đã từng lường gạt, gian tham bất cứ mọi cách nào thì trong một đến nhiều đời chúng ta phải trả giá. Vì vậy các vị nên nhớ, 80 năm trên cuộc đời không phải là đủ. Kiếp người chúng ta là một dòng chảy bất tận. Nếu chúng ta chưa vãng sanh cực lạc, nếu chúng ta chưa đắc đạo, chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa đạt niết bàn, thì dòng đời này nó sẽ quay mãi với chúng ta trăm ngàn muôn kiếp. Đó là một quy luật.
Vì vậy nếu một con người sống thiếu đạo đức, thiếu lương thiện và không giữ những lời Phật dạy, để chúng ta tạo những cái ác nghiệp như vậy thì một đến nhiều đời chúng ta phải trả giá về điều này. Đó là một nguyên tắc mà không còn cách khác. Cho nên ở đây tôi nhớ trong khóa hư lục có dạy rất là nhiều vấn đề, mà trong đó có dạy việc mà gọi là cảnh giác cho những người mà tham á. Thì Ngài có dạy cái bài là khoét vách xuyên tường ý chẳng thôi á, trăm phương ngàn kế muốn tham cầu của người dẫu có đời nay được, đời khác luôn mang kiếp ngựa trâu. Đây là một cái bài mà Ngài Trần Thái Tông viết trong rất nhiều vấn đề trong cái quyển Khóa Hư Lục. Và bốn câu này ngày xưa khi vào trường trung cấp thì tôi cũng đã được đọc ở đâu đó và được hiểu rồi. Một cái lời Ngài cảnh báo là tất cả mọi thứ trả dai trong cuộc đời, không có đường nào chạy khỏi. Về hành động quả báo của sự trả dai, gian tham lừa đảo, tất cả mọi thứ ta có thể ăn sung mặc sướng một đời hay là một thời gian ngắn, nhưng tất cả mọi thứ nó đều không phải là cái sự trường cửu cho tất cả chúng ta. Cho nên ở đây, những người nghèo khổ, những người tật nguyền, những người mà gọi là mất uy tín hay là trong cuộc đời không có một danh dự, xin thưa thật với các vị, nếu đứng về sâu xa, đó là những cái quả mà đã nhiều đời chúng ta gieo. Từng gạt người, từng cướp bóc của người thì dẫn đến những hành động là nghèo khổ hoặc là không tay hoặc là thế này thế kia trong cuộc đời, đó là quy luật. Hoặc thậm chí chúng ta sẽ mất đi cái niềm tin của xã hội, mà trong đời chúng ta lại nói gì người ta cũng không tin. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái người học Phật phải trầm mình suy nghĩ từng bước trong lời Phật dạy. Không phải Phật đưa ra như một lời cảnh báo chúng ta hay là để đe dọa chúng ta, mà những lời của Đức Phật nhằm cho chúng ta sống có ý nghĩa và hoàn thiện về đạo đức của con người. Chúng ta sống xứng đáng một kiếp người, rồi chúng ta sẽ tái sinh, chúng ta sẽ xứng đáng ở những kiếp khác. Và những nhân tố này nó mới là nền tảng để cho chúng ta có thể trở thành một vị Phật ở tương lai, hoặc là con người giải thoát ở tương lai. Còn nếu chúng ta quán chồng quán tất cả những ân quán giang hồ, chúng ta cứ chồng mãi lên như vậy thì chúng ta sa đọa, thậm chí đọa như lời của Trần Thái Tông Ngài nói trong đó là của người dẫu có đời nay được, đời khác luôn mang kiếp ngựa trâu, là chỗ này sẽ trở thành những súc sinh để trả nợ. Ở đây chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này con trâu con ngựa ăn cỏ mà phải trả nợ rất là nặng. Chúng ta thấy rằng con trâu ăn suốt đời ăn cỏ mà phải cài, phải bừa, phải kéo. Con ngựa cũng vậy, và cuối cùng khi già người ta làm thịt à. Mà thịt ở tất cả các loài ăn cỏ là thịt ngon nữa chứ à. Trong tất cả các loài mà gọi là những loài ăn cỏ là thịt tốt hơn các cái loại thịt khác à. Cho nên ở đây nó có cái quy luật cuộc đời như thế nào. Mình nhìn thấy một cái con trâu, ai mà nuôi trâu được chúng ta đã biết, con trâu rất hiền lành chứ, ăn cỏ và cả đời cặm cụi làm với bác nông dân. Con trâu là đầu cơ nghiệp mà. Khi mà chúng ta chưa có cái cơ giới phát triển, chúng ta sống bằng nông nghiệp là chúng ta nhờ con trâu. Nó cài, nó bừa tất cả mọi thứ. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa tôi làm nông tôi biết nè. Vào những cái mùa mà cài cấy đó nha, con trâu làm việc nó thiếu điều nó muốn xỉu ở giữa đồng mà vẫn làm. Có những khi mà nó cài, nó bừa giết mà nó không còn đủ sức đi hả. Các vị biết những cái người chủ trang người ta đánh vậy nè, người ta đánh mà nó vẫn đứng rồi nó sụm luôn đó. Nó sụm, nó ôm nguyên cái cài bừa vậy đó, nó sụm luôn đó. Tức là không còn đủ sức để đi nữa. Mà hồi nhỏ mình đi theo mấy cái đó, mình đi theo để mình coi, mình bắt cá, thậm chí mình nhảy lên cây bừa của ta để cho nó kéo mình đi chơi. Mọi thứ mình là vui thôi chứ mình không hiểu. Mà mình nghe cái tiếng thở của con trâu á, nó thở hào hển mà sau này ai thở nữa, mày thở giống như trâu vậy à. Cái đó là kinh nghiệm. Người ta từng nghe tiếng trâu thở, người ta mới thấy rằng ai hở hào hển người ta mới thấy thở như trâu à. Thì lúc mà cho trâu làm cực khổ chúng ta thấy vậy đó. Rồi có những người nuôi cả chục năm, mười mấy năm cái trâu già đi. Rồi các vị biết gì? Không lẽ ta nuôi rồi để lớn lên già chết ta đem đi chôn? Không có. Người ta mới đem bán cho những người lái trâu. Rồi bán người lái trâu người ta làm gì? Ta mua là người ta xẻ thịt, mà người ta mua trâu có những người mua tàn nhẫn lắm. Tôi có nói với các vị trong cái bài mà ăn chay và ăn mặn á, tôi có nói một đôi vợ chồng mà khi bán cặp trâu mà đứng khóc ròng á. Các vị biết khi mà cặp trâu nó sống với mình nhiều năm quá, nó quen với chủ á, bây giờ bán cho người khác nó không đi.
không đi rồi cái những người lái trâu nó mới cuột cái dây vô cái lỗ mũi, mà cái trâu nào nó cũng có dây dằm trong lỗ mũi, nó mới cuột lên rồi nó xuống nó hụ tàu á, nó giật một cái từ trên bờ văng xuống sông như vậy, nó lôi xuống nước, nó lôi đi luôn. Bởi vì trâu này đem về sẽ làm thịt mà. Cái con người không có suy nghĩ rằng cái đó là những ác hay là làm nó đau đớn hay, cái người ta không có nghĩ cái đó. Rồi hai ông bà chủ trâu thì quy luật trong xã hội nó là vậy, già đem bán trâu thôi bình thường. Nhưng mà thực tế đó làm hai ông bà khóc bằng khóc ròng. Khóc thì khóc nhưng mà cái chuyện đời nó là như vậy. Tôi muốn nói cái đó để cho các vị thấy điều gì. Quy luật cuộc đời nó là như vậy, giai trả là nó như vậy, luật pháp vậy. Chứ còn có những cái lỗ hổng để mà cho những người tìm cách để mà lách lực, thoát lực. Nhưng mà quy luật nhân quả thì đừng hòng ai thoát. Bởi vì luật pháp sau khi chết là xong, nhưng mà nhân quả này có chết 8 đời cũng chưa xong. Nên nhớ là như vậy, 100 đời nghìn kiếp cũng chưa chạy thoát khỏi được cái này. Tổ đã từng dạy với chúng ta mà, sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Dù trải qua trong 100.000 kiếp, tất cả những hành động xấu ác của chúng ta đã tạo không bao giờ mất. Khi đủ nhân đủ duyên, chúng ta sẽ trả một cách sòng phẳng trên cuộc đời. Vì vậy luật pháp trên cuộc đời sau khi chết là xong. Có ai lại mà xử tội xác chết không? Không, coi như chết tất cả mọi việc là hết đó. Nhưng mà ở đây nhân quả không có hết. Nhân quả sẽ là cái mãi mãi, bao giờ trả dài một cách sòng phẳng thôi. Hết nghiệp thì thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta nhìn nhận là những điều này. Tập sống chân thật, tập chiến thắng những lòng tham, đây là cái nên làm. Trước mắt cái tham thô là đừng gian tham trộm cắp thôi. Còn cái tham tế, tham sâu, tham về bản chất, từng bước chúng ta đã đào luyện cho dần. Mà muốn đào luyện được, chúng ta làm bằng cách nào? Điều quan trọng nhất hãy tập sống xả kỹ, tức là đừng ích kỷ, tập bố thí, tập chia sẻ, tập thông cảm, tập cảm nhận với những cái điều khổ đau của những người quanh mình, tập khởi phát lòng yêu thương. Khi có lòng yêu thương, có cái tính bố thí, thì tất cả những gian tham chúng ta nó bớt dần, nó bớt dần trong con người của chúng ta. Tu tập là cái cách thức nhận ra để chuyển hóa như vậy. Cho nên ở đây khi học và tu, tôi mới nói với các vị là từng phần trong lời Phật dạy nó đơn giản, nhưng mà nếu mà phân tích sâu lời Phật dạy, nó là bài học cả đời mà không dễ gì chúng ta có thể ứng dụng trọn vẹn một đời này. Chúng ta có thể chúng ta không rơi vào cái lỗi thô phù, nhưng mà cái lỗi vi tế trong từng ngày, cái ý niệm ích kỷ, cái ý niệm muốn tham lam để gìn giữ cái gì đó, thì ở đây chúng ta vẫn tiềm mẫn. Cho nên một người tu hay là một người đời, tất cả chúng ta trên nguyên tắc căn bản, bản chất chúng ta gần như giống nhau. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta được cái môi trường tốt, đó là cái cách thức để chúng ta kiềm chế những cái tật xấu của chính mình. Và môi trường giáo dục của gia đình là một trong những vấn đề quan trọng. Khi chúng ta là một cái người cha, người mẹ, cái ảnh hưởng của chúng ta về các người con rất là lớn. Vì vậy chúng ta hãy trở thành người gương mẫu để hướng dẫn con chúng ta đi đúng một con đường. Trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi có xem mấy cái clip mà nổi bật trong tuần á, ở trên VNSF. Thì trong đó có một cái clip là cái ông bố đang tập cái đứa con nó hút thuốc mà người ta chửi quá trời luôn. Ở trong đó như vậy, cái đứa con nó chừng, tôi độ nếu mà không lầm nó chừng 1.5 tuổi. Nó đứng ở chuồng trên cái ghế vậy nè, rồi cái ông bố hút thuốc bắt đầu đưa cho nó hút. Mà tôi nghĩ tập nhiều lần nó mới quen như vậy. Nó tập nó hút tới quen rồi đó, mà nó đòi được điếu thuốc cho được. Cái nó đòi điếu thuốc được nó bỏ vô miệng, cái nó chụp cái hộp quẹt như thế này nó quẹt không được, ổng quẹt cho nó hút. Khoảng 1.5 tuổi như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là cái ảnh hưởng của người lớn với đứa trẻ vô cùng quan trọng. Cha làm gì, hướng dẫn cái gì thì con nó sẽ quen và nó sẽ xem thường cái đó như vậy. Tôi nói cái đó không phải là về cái chuyện này, nhưng mà tôi muốn nói cái sự ảnh hưởng của người thân. Cho nên cha mẹ đừng xem thường những hành động khi con còn nhỏ. Nó đòi cái gì của ai mà không phải thuộc về nó, đừng chiều. Con phải hiểu rất rõ, đồ này của anh, của chị, của bạn, không phải đồ con, không được quyền đòi hoặc là giật lấy như vậy. Đừng chiều con những cái đó, phải ngăn con liền, để biết rằng mai này đồ của ai nó không đòi nữa. Còn cái này hôm nay nó gặp, nó đang chơi vậy, cái gặp người ta chơi cúp bế, cái nó đòi cho được, nó lấy cho được, cái chúng ta chiều con, cho nó mượn đi con, nó nhỏ. Chúng ta xem như hành động nhỏ,
Nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng cái ý niệm là muốn chiếm đoạt của người khác về mình từ thời bé. Quan trọng vô cùng, đừng thấy đứa con nít mà chúng ta xem thường như vậy. Như vậy mai này cái đồ khác lớn lên, sở hữu của người khác, nó sẽ có ý niệm là muốn cướp lấy hoặc lén lấy hoặc cái gì đó, xoắn đoạt về cái đó cho mình. Hình thành lên nhân cách của trẻ thơ và trở thành nhân cách của một người lớn sau này. Cho nên người làm cha làm mẹ không thể khinh suất những điều đơn giản như vậy. Phải dạy con, ngăn con từ những cái như vậy, phân tích mọi điều cho con. Thậm chí mình đi mình muốn cho người ăn mài ăn xin, cũng phải biết rằng à con à, chia sẻ một hành động này là tốt, một hành động này là có phúc, một hành động này là con sẽ sau này con sẽ được phước báo cái gì đó. Mình nói như vậy nó sẽ nghĩ rằng sự chia sẻ này là một hành động tốt. Lúc đó nó nghĩ vậy thôi, nó chưa có một lòng từ bi, nó chưa có sự yêu thương, nhưng biết rằng hành động này nên làm vì nó tốt, vậy thôi. Nhưng mà chính cái hành động đó từng bước để làm cho con mình lớn lên sống có ý nghĩa, biết chia sẻ, thứ nhất là có trách nhiệm với gia đình, biết chia sẻ, cái thứ hai là có trách nhiệm với xã hội nếu điều kiện tốt hơn. Như vậy thì ở đây cái nhiệm vụ giáo dục cho tất cả mọi thứ, chúng ta dạy con mình tốt còn chưa chắc nó tốt, huống gì dạy con những tập quán như vậy, đó là tự mình làm con mình hư. Và trách nhiệm này là tại cha, tại mẹ, tại những người đi trước mà thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết về điều này. Cho nên trong cái bài giảng này, một cái phần đạo đức thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là gian tham trộm cắp. Nhưng mà cái đạo đức này nó làm cho chúng ta một cái tính nhân văn rất cần thiết. Và trong xã hội khi có quá nhiều lừa đảo, khi có rất là nhiều người gian tham, nó đã nổi trội lên nhiều, thì đạo đức này cần được phổ quát, cần được giáo dục, cần được kiểm soát triệt để, của từ chùa đến gia đình cho đến môi trường giáo dục bên ngoài. Thì quả mai để hạn chế, cái hạn chế không phải là cấm ngay cái trào lưu này hay là dừng lại được cái trào lưu nó đang phát, mà chúng ta nuôi dưỡng cho những hạt giống tương lai, để một cái thế hệ tương lai được thay đổi tốt hơn, chứ rất là khó thể. Đang là thì không thể làm được đâu các vị. Tôi nói thật á, luật pháp chúng ta can thiệp cách mấy, có bắt bỏ tù, có xử phạt, có gì đi chăng nữa, đây là hành động của cái ngọn. Cái gốc là làm sao cho giới trẻ ý thức được hành động đó là xấu từ cái thở còn mẫu giáo. Từ thở nó là học sinh của trường trung học, đại học. Ở gia đình cha mẹ cũng phải như vậy, là một người làm gương mẫu và giáo dục các con, mớm mồi cho các con. Rồi môi trường giáo dục bên ngoài, thế hệ này được cha ông đang dạy dỗ, thì sau cái thế hệ mà lỡ bỏ bê nó rồi, nó trôi qua, cái khả năng khôi phục lại văn hóa đạo đức và trật tự xã hội mới mong có thể có được. Chứ sự thật với các vị, ngay cái rầm rộ như vậy tôi cho các vị bắt đó, các vị cứ làm phạt ở tù á, các vị phạt đi, các vị làm tất cả, trào lưu này nó đang là của thế hệ rồi, rất là khó. Cho nên chúng ta nghĩ nên giáo dục cái gốc, chứ đừng có nên làm cái ngọn, làm cái ngọn suốt đời không thay đổi được. Cho nên tôi nói đó, một cái cây cỏ hay là một cái cây rau lan đi, tôi đã từng ví dụ các vị đó, nếu mà muốn cây rau lan muốn nó đừng có mọc tược nữa thì phải làm gì? Phải nhổ cái gốc, bưng cái gốc đó. Còn cái này cứ ngắt cái đọt hoài, cây rau lan mà mọc lên cái ngắt cái đọt đó, nó ra mấy đọt? Nó ra hàng chục đọt khác à. Giống như thằng cướp này bắt nó rồi nó có hàng chục cái thằng cướp khác, hay là thằng gian tham này bắt nó rồi có hàng chục gian tham khác. Mà nếu xã hội được giáo dục rồi thì chúng ta học ở nước bạn, chúng ta thấy Nhật Bản tại sao họ làm vậy được, giới trẻ họ là như vậy được, mọi người vậy được, tại sao chúng ta không được à. Ví dụ bây giờ tôi đi ở nước Nhật, người ta để một cái thùng kiến ở bên ngoài vậy nè, rồi người ta để nước này 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 này, mỗi nước giá nhiêu nhiêu, rồi cái mình cứ việc bỏ tiền vô, cái nó ví dụ nó dư thì nó thối tiền cho mình à, còn thiếu thì nó không chạy, vậy thôi đó. Rồi cái khi mà nó thối tiền cho mình xong, cái nó đẩy cái chai nước đó xuống cho mình, tức là ngay mình muốn uống chai nào mình bấm nút đó, thì nó một hồi nó đẩy chai đó xuống, rồi cái mình cứ trả tiền vậy mình uống. Tôi nói cái này thì ở nước bạn thì được, chứ nếu Việt Nam nó đập banh nó lấy uống hết trơn trọi từ nào rồi à. Tôi nói thiệt, đi dọc dọc đường phố mình thấy vậy mình rất là ham, mình nghĩ nếu Việt Nam mình mà làm được này thì tuyệt vời, nhưng mà tôi nghĩ không được. Trời ơi, cái cây ATM nó cứng như thế đó mà nó còn lấy đồ nó cài, còn ba thứ này lấy cái búa nó khỏ cái lũng tọt vô gom trơn còn gì à. Tôi nói như vậy đó, tại sao người ta làm được mình làm không được đó. Như vậy không thể gọi là làm không được, mà chúng ta mang tính cách là
giáo dục chưa đồng bộ và chưa triệt để về các thế hệ đang làm. Tôi có suy nghĩ như vậy thôi. Tôi chỉ muốn nói lên một lời rất chân thành của một người công dân, một người tu, muốn làm sao cho chúng ta cũng vẻ vang, chúng ta cũng sánh vai cùng nước bạn, cũng văn minh, cũng tốt đẹp, và cuộc sống mọi người luôn hạnh phúc an vui. Và quan trọng nhất là đừng có khủng hoảng về tất cả những cái việc mà nó xuống cấp đạo đức như vậy. Mong rằng người Phật tử chúng ta góp phần xây dựng lại hình ảnh của con người Việt Nam, và nhất là người con Phật chúng ta, để làm tốt đẹp cho dân chúng và cho quê hương chúng ta. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị nhiều an lạc. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và trọn thành Phật đạo.